vì sao chủ trương tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ nhằm củng cố quyền lực. Sau khi giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã khẳng định quyết tâm cải cách thể chế với mục tiêu là đưa đất nước và dân tộc vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm thì vẫn không thuyết phục được các nhân vật bảo thủ trong Ban Chấp hành Trung ương. Nguyên nhân là do các thế lực chống lại Tổng Bí thư cho rằng ông đang mượn danh cải cách để đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi chệch con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lý do ông Tô Lâm đã phải chấp nhận quay xe để đưa ra phương án mới là tinh gọn bộ máy. Nó sẽ thuyết phục Trung ương hơn. Trước đó, ông Tô Lâm đã dọn đường một việc khẳng định phải chi tới 70% thu ngân sách để nuôi bộ máy hành chính, thì lấy đâu ra tiền để mà phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện cuộc cách mạng cải cách hệ thống chính trị với mục đích tinh gọn bộ máy vốn đang rất cồng kềnh, chồng chéo. Theo giới quan sát, đây là điều đã và đang thuyết phục được hầu hết Ban Chấp hành Trung ương, kể cả những nhân vật bảo thủ nhất trong Đảng. Vào ngày 1 tháng 12, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị với nội dung trọng tâm là tinh giản bộ máy. Theo đó, phương án tinh gọn bao gồm việc giải thể các hoạt động một số ban đảng, sát nhập các bộ và giảm ủy ban, cơ quan quốc hội được đưa ra nghiên cứu. Theo ông Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương, mục đích của việc tinh gọn là giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, giảm tầng nấc trung gian. Cụ thể, cơ cấu của chính phủ gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ sẽ giảm 5 bộ và 2 cơ quan trực thuộc, sát nhập một số ủy ban của quốc hội và văn phòng quốc hội, nhập ban dân nguyện thành ban giám sát dân nguyện, vân vân. Đáng chú ý, vì sự thay đổi các ban đảng đã có một vài đề xuất thay đổi. Hiện nay, con số các ban đảng ở Trung ương là 8 đơn vị, sẽ giảm bớt 2 cơ quan. Công luận cho rằng việc các ban đảng chỉ giảm 2 cơ quan là quá ít, và việc giữ lại Ban Kinh tế Trung ương là điều hết sức bất hợp lý. Vậy tại sao Ban Kinh tế Trung ương vẫn được giữ lại đến như vậy? Theo giới chuyên gia, việc duy trì Ban Kinh tế Trung ương có thể dẫn đến sự chồng chéo chức năng với các bộ ngành khác, gây ra sự phức tạp trong quản lý và điều hành kinh tế. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động và gây lãng phí nguồn lực của nhà nước. Tuy nhiên, câu trả lời được cho là ông Trần Lưu Quang, một đệ tử ruột của Tổng Bí thư Tô Lâm, vừa được điều về giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương với mục đích lót ổ, chờ thay thế cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì lý do đó, ông Tô Lâm không thể xóa sổ Ban Kinh tế Trung ương. Cũng theo đồn đoán, Ban Nội chính Trung ương có thể sẽ được sát nhập với Đảng ủy, các cơ quan tư pháp thuộc Chính phủ. Phương án kể trên không chỉ nhằm vô hiệu hóa quyền lực của một số ban đảng, những nơi Tổng Bí thư chưa thực sự kiểm soát. Đồng thời, với phương án này, các nhân vật như trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung sẽ bị tước hết quyền lực. Công luận thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm trước đây cũng đã thực hiện nhiều động thái tương tự nhằm củng cố quyền lực của mình thông qua việc bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao có liên quan và quan hệ mật thiết, những người thân tín và là đồng hương Hưng Yên của ông, và đồng nghiệp trong ngành an ninh và công an vào các vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng và nhà nước. Điều đó cho thấy ông Tô Lâm đang xây dựng một mạng lưới quyền lực dựa trên các mối quan hệ cá nhân nhằm củng cố vị thế của mình trong Đảng. Điều này đã và đang gây ra lo ngại về quá trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chống chưa đánh đã bỏ rồi, cơ hội thất bại sẽ rất cao. Vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trị giá tới 67 tỷ đô la. Đây là dự án tuyến đường sắt dài 1.541 km và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Dự án này có tầm quan trọng đặc biệt với tương lai chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhà nước Việt Nam sẵn sàng bỏ ra gần 70 tỷ đô la để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn một cách quá vội vã, trong khi việc chuẩn bị cho dự án khổng lồ này chưa đầy đủ và thấu đáo. Cụ thể, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn chưa thực sự hoàn thành. Nhiều văn bản có tính chuyên môn liên quan đến dự án này, trong đó có cả các tài liệu hội thảo khoa học bị đóng dấu mật để hạn chế sự chia sẻ của giới chuyên gia cũng như báo chí. Theo giới phân tích quốc tế, thậm chí cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, người chịu trách nhiệm về dự án này, đã đưa ra chủ trương không cần phía nước ngoài chuyển giao công nghệ cốt lõi, không cần quan tâm đến khả năng thu hồi vốn. Theo đài FA, kỹ sư Khiêm Nguyễn, một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đã đưa ra một nhận xét chua xót về tư duy của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thắng. Ông nói, đó chỉ có thể là cách xài tiền chùa, xài tiền của người khác, của dân,
không phải tiền của bản thân. Song quan trọng hơn, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận năng lực yếu kém nhưng vẫn làm. Các kỹ sư Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng để làm hay học hỏi về các công nghệ cao, kỹ thuật đường sắt tốc độ cao và không đủ năng lực quản lý dự án. Một câu hỏi đặt ra là với trình độ yếu kém như vậy thì Việt Nam có nên làm dự án đường sắt cao tốc hay không? Những câu hỏi như trên được nêu ra cách đây nhiều năm, đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trước đây, vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, các đại biểu Quốc hội khóa 12 đã bỏ phiếu bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, lúc đó do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất. Điều đó hoàn toàn trái ngược với nghị quyết của Quốc hội hiện tại, khi phải chịu áp lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính với khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi. Vấn đề quan trọng nhất với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam hiện nay là khả năng rất cao Trung Quốc sẽ được giao làm chủ thầu. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá 70 tỷ đô này. Vào tháng 6 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Trung Quốc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã bày tỏ mong muốn được hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm về hợp tác, kết nối và xây dựng các tuyến đường sắt, trong đó có nói đến tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nhắc lại để thấy, mặc dù Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trong nhiều năm qua là người chịu trách nhiệm chính về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, nhưng mới đây vào ngày 28 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thắng lại được điều động chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại sao ông Thắng, người chủ trì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, lại bị lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng bỏ quên vai trò nhạc trưởng như vậy? Phải chăng đó là lối làm ăn đánh trống bỏ rồi, truyền thống của ban lãnh đạo Việt Nam, kể cả đối với dự án mang tầm vóc thế kỷ? Công luận nhận thấy rằng đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, trống chưa đánh mà lãnh đạo đã bỏ rồi thì cơ hội thất bại sẽ rất cao. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam quan trọng như thế nào với Thủ tướng Phạm Minh Chính? Vào ngày 30 tháng 11, kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 15 kết thúc với việc biểu quyết thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết, trong đó có chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu quốc tế, trong đó có các công ty Trung Quốc. Cho dù lãnh đạo Việt Nam ra sức trấn an rằng dự án này sẽ được xây dựng bằng nguồn nội lực trong nước, không vay vốn nước ngoài, việc này vẫn gây ra rất nhiều lo ngại trong dư luận về khả năng các nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia vào dự án quan trọng này. Theo giới quan sát, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam khả năng cao sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua và hiện nay đã được thông qua với lý do Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm và thúc đẩy dự án này. Theo giới quan sát quốc tế, khả năng Trung Quốc có thể được giao làm chủ thầu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là rất cao. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được cho mình đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ đô này. Do đó, Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận tiện. Bất kể các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện thường gặp phải tình trạng đội vốn, thi công chậm trễ và chất lượng thì kém, mà dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội là một ví dụ. Đó là chưa kể dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trải dọc theo chiều dài đất nước với chiều dài hơn 1.500 km. Việc Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ lạc hậu và đưa nhân công của họ vào Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh quốc gia. Trước những lo ngại này, công luận của Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cần thận trọng trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch và ưu tiên các nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Theo giới phân tích, có nhiều bằng chứng chứng tỏ cho thấy ban lãnh đạo Việt Nam mong muốn Trung Quốc hỗ trợ tài chính và công nghệ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vào tháng 6 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đại Liên, Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các nhà thầu Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ về vốn ODA, thiết kế và xây dựng các tuyến đường sắt, bao gồm tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết mong muốn được hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo ông Thắng, công nghệ đường sắt của Trung Quốc là phát triển nhất thế giới hiện nay. Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là công nghệ và quản lý của Trung Quốc. Trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm hợp tác kết nối và xây dựng các tuyến đường sắt, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt đã có không ít nghi ngờ về nguyên nhân. Ông Chính đã khẳng định
chỉ bàn làm và không bàn lùi, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với trị giá gần 70 tỷ đô sẽ là một món quà vô cùng to lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với ban lãnh đạo Trung Quốc, nhất là vào thời điểm chỉ còn có 13 tháng nữa để đến ngày khai mạc đại hội đảng lần thứ 14. Theo quan sát, các khoản vay vốn từ Bắc Kinh có thể khiến Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc và chịu ảnh hưởng chính trị từ nước này nhiều hơn nữa. Điều đó có liên quan gì đến các đồn đoán cho rằng khả năng cao ông Phạm Minh Chính và ông Lương Cường sẽ vượt qua Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội đảng lần thứ 14 sắp tới. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam quan trọng như thế nào với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.